Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với AutoBikes.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thị trường xe máy Việt Nam năm 2016 chứng kiến sự tăng trưởng áp đảo tuyệt đối của Honda và Yamaha, trong khi phần còn lại gồm Piaggio, SYM và Suzuki co cụm. Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, trong năm 2016, các thành viên của Hiệp hội này bán hơn 3,1 triệu xe, tăng 9,5% so với năm 2015. Dù thấp hơn mức 16% của năm 2015, nhưng đây vẫn là con số tăng trưởng khá ấn tượng, trong bối cảnh lãnh đạo các liên doanh thường xuyên đưa ra nhận định thị trường xe máy Việt Nam đang bão hòa. Tuy nhiên, Hiệp hội này lại không công bố bất kỳ một chi tiết nào hơn về doanh số bán của các thành viên cũng như chi tiết doanh số của các mẫu xe. Theo nguồn tin riêng của Autobike.vn, năm qua, hai liên doanh đến từ Nhật Bản là Honda và Yamaha chiếm đến 95,9% thị phần xe máy, năm 2015 chiếm 95,5% trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam. Cụ thể, Honda vẫn là doanh nghiệp chiếm tỷ lệ áp đảo với 2,15 triệu xe bán ra, tăng 8% so với năm 2015, với doanh số tuyệt đối tăng hơn 156.000 xe. Dù vẫn là hãng xe máy áp đảo thị trường, nhưng thị phần năm 2016 của Honda Việt Nam giảm nhẹ xuống 69%. Năm 2015 là 70%, do đơn vị thứ hai là Yamaha chiếm gần 27% thị trường có mức tăng trưởng tốt hơn. Đáng chú ý, xe ga cỡ nhỏ Vision bất ngờ vượt qua Airblade và Wayanfa để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Honda trong năm 2016 vừa qua, với doanh số đạt hơn 375.000 xe. Mẫu xe thứ hai là Wave Alpha 100 với gần 370.000 xe, các mẫu xe Honda bán chạy còn lại bao gồm Airblade, Honda SH và Liberty. Cũng trong năm 2016, Honda Việt Nam tung ra thị trường hàng loạt mẫu xe hoàn toàn mới và phiên bản mới. Đáng chú ý nhất phải kể tới xe côn tay Winner 150, SH 2017, SH1 2017. Cả 3 mẫu xe này đều xác lập kỷ lục về giá, với xe loạn giá nhất là SH và SH1 và xe tụt giá thê thảm nhất Việt Nam là Winner 150. Trong khi đó, doanh số bán của Yamaha Việt Nam năm 2016 đạt khoảng hơn 840.000 xe, tăng hơn 16% so với năm 2015, gấp đôi mức tăng của Honda Việt Nam. Sự tăng trưởng tốt về doanh số đã góp phần nâng thị phần của Yamaha tăng lên đáng kể, từ mức 25,4% của năm 2015 lên 26,9% trong năm 2016. Sự tăng trưởng của Yamaha có được nhờ sự bùng nổ của Sirius với hơn 440.000 xe, tăng 27% so với năm 2015. Vượt mặt xe Honda để trở thành xe máy bán chạy nhất Việt Nam năm 2016. Cùng với đó, các mẫu xe chủ lực khác của Yamaha Việt Nam như Exciter, Green cũng góp phần không nhỏ giúp nâng cao thị phần của Yamaha trong năm 2016. Cũng trong năm này, Yamaha Việt Nam tung ra thị trường 3 mẫu xe hoàn toàn mới gồm Janus, NVX và TFX. 3 mẫu xe này cũng ít nhiều đạt được một số thành công và thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. 3 thương hiệu còn lại là SYM, Piaggio và Suzuki tiếp tục bị co cụm trong năm 2016 với tổng thị phần chỉ còn 4,1% so với mức 4,5% của năm 2015. Cụ thể, SYM đứng ở vị trí thứ 3 với doanh số bán hơn 65.000 xe, tăng gần 10% so với năm 2015. Thị phần của SYM năm 2016 giữ vững ở mức 2,1% so với năm 2015. Các mẫu xe chủ lực của SYM phải kể tới Elegant, Angela 50 và Galaxy Sport. Thương hiệu Piaggio đứng thứ tư với doanh số khiêm tốn, đạt gần 42.000 xe trong năm 2016, giảm tương ứng 11% so với năm 2015. Thị phần giảm từ 1,6 xuống còn 1,3%. Sự tăng trưởng nhẹ của Sprint khi có thời gian bán hàng lâu hơn không đủ bù đắp sự sụt giảm của Primavera, Liberty và Vespa LX. Ngay cả mẫu xe mới Medley được Piaggio Việt Nam kỳ vọng nhất cũng đang gây thất vọng sau 10 tháng bán hàng với doanh số vẻn vẹn chưa đầy 2.000 xe. Trước sự sụt giảm mạnh về doanh số, Piaggio Việt Nam đã quyết định thay tướng và ông Marco Notola Diego, người Ý, được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc thị trường Việt Nam của công ty này. Ở cuối bảng xếp hạng là Suzuki với gần 19.000 xe bán ra trong năm qua. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Autobikes.vn. Hãy đăng ký kênh Autobikes.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô và xe máy Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.